Điều của con là vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm với gia đình và trong công việc. Và con có lập trường riêng của con. Còn khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của con là hay quên. Tính tình con hay thẳng thắn nên là con quyết định cái gì là con phải thẳng thắn đó luôn. Nên là đôi khi làm người khác lại khó chịu. Với lại cũng hạn chế về nấu ăn. Lại tính của tình của con cũng hay cảm động, hay xúc động, dễ động lòng. Còn con nói về ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của con là con biết làm việc nhà này, nhanh nhẹn, siêng năng, cần mẫn. Còn khuyết điểm của con là chắc là con nóng tính nè. Con ít nói, cũng sợ đám đông nữa. Vậy hả? Dạ. Con nóng tính cỡ nào con? Em con chẳng hạn con nói là phải làm cái việc đó cho nó xong đi rồi mình nghỉ ngơi, hoặc là mình làm cái việc khác thì nó không làm thì con sẽ bực bội, con cáu. Có đánh nó không? Lâu lâu con cũng đánh. Con có mấy mối tình rồi? Từ nhỏ tới giờ chắc được 3 mối tình rồi. 3 mối tình? Dạ. Chà, cũng bị dày á. Mối tình dài nhất là được mấy năm? Mối tình dài nhất của con là được 2 năm. 2 năm? Dạ. Cái mối tình gần đây nhất là mới dạ. Chia tay bao lâu rồi? Cũng 2 năm rồi. Lý do? Trong quá trình quen rồi cứ cãi nhau suốt. Giống như bạn muốn mình như thế này, con lại không thích như vậy. Khoảng thời gian rồi con vô đây xong cái xa cách, xong cái cách xa luôn. À vậy đó hả? Dạ. Con vô Sài Gòn là chia tay luôn. Dạ. Lý lịch chúng tôi đã xong. Mời nhà trai giới thiệu về đường tình duyên của mình. Con cũng trải qua 2 mối tình chính thức rồi. Mối tình đầu thì bạn đó đang quen thì cũng được tầm gần 2 năm á. Gần 2 năm. Dạ. Xong rồi con đi làm ở trên này, bạn thì làm công ty gần nhà thì cũng quen một người trong công ty. Con này xa mặt cách lòng đó. Con làm ở trên này con vẫn chạy về. Chạy về nhưng ta làm chung cơ quan gần hơn, ta không lên trên này, đúng không? Dạ vậy. Mối tình còn thứ 2. Mối tình thứ 2 thì con cũng quen được hơn 3 năm á. Hơn 3 năm. Dạ, nhưng mà cuối cùng thì hai gia đình khác tôn giáo không tới được với nhau nữa. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Con tìm cái bạn gái thì ngoại hình dễ nhìn, biết quan tâm, biết lo lắng, với lại biết chia sẻ, có hiếu với gia đình mình chút. Có mẫu hình lý tưởng nào không con? Mẫu hình thì con thích là chị Nguyệt Ánh đóng phim Cổng Mặt Trời á. Nguyệt Ánh Cổng Mặt Trời. Chào thôi. Con. Dạ chào cô. Con có đạo không? Con thì theo tôn giáo Phật. À con là đạo Phật. Dạ. Đúng không? Con dạ con thích đạo Phật. À rồi, con mong muốn cái người yêu của con là giống như chị Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh phải không? Đó là cái mẫu hình con thích thôi chứ không phải lời cũng giống như, tại vì đâu ai muốn mong muốn được cái gì là. Nhưng mà nếu nữa. Còn thế về tính tình thì sao? À về tính tình thì bạn gái đó là hiền và lại biết quan tâm thôi. Có thể càm ra một chút cũng được, nhưng mà cái gì cũng vừa phải thôi. Hơi nóng tính thì sao? Hơi nóng tính thì con kìm lại cũng được mà. Con làm sao kìm nóng tính, chị chú ơi. Mình cứ lắng nghe đi rồi kiểu như là như mình cứ tạo động lực cho người ta, từ người ta sẽ nghe thôi. Tạo động lực cho người ta khó thêm hả? Kiểu như mình an ủi mình, có thể mình chịu trận nên mình an ủi đi rồi chịu trận ha. Thầy chú chịu trận là phương pháp hay nhất. Mình chấp nhận chịu trận đúng không? Ây, chú chịu trận nhiều cũng mệt lắm con ơi. Đừng có nóng với tôi nha, nóng là tôi chịu trận đó. Tôi xem mắt nhà gái cái coi. Đây xin dạ, con chào chú Quyền Linh. Rồi xin chào cô gái xinh xắn ha. Nước da trắng như bạch tuyết, tóc đen như gỗ mun, khuôn trang đầy đặn. Đúng rồi. Nói chung là bà mối sao là nhà gái tôi giống vậy đó. Trời ơi. Nhà gái muốn một người yêu lý tưởng mình như thế nào? Dạ con muốn bạn con cao trên 1m7. Con 1m71. Đó. Có công việc ổn định, không hối. Không hối. Ô vô tư, vô tư. Yên tâm đi, hỏi là người khác hỏi chứ còn mình nó không hỏi, yên tâm. Hỏi nhưng ta hỏi hiền hòa, hỏi nhẹ nhàng. Là con hỏi hả cô? Hả? Con hỏi. Không, người hai bên đó có hai người thì một người hỏi, người không hỏi. Con hiểu chưa? Dạ. Còn hên xui, ngồi nó con gặp đi, con biết ai hỏi liền. Hỏi rồi sao? Tóc ở phía trước chú. Con hỏi là đó. Thông minh chứ sao? Ủa? Con thấy không, những người hỏi là người lãnh đạo không đó con? Chuyện nó gu của mỗi người, người ta đứng hỏi về gu. Đôi khi hỏi cũng là... Thì cái chuyện đó là ai cũng biết, những người hỏi là những người thông minh, những người giỏi giang, những người giàu, đúng có, rồi. Những người có tiền. Mình... Nhưng mỗi người mỗi gu. Gu thì gu, nhưng mà bây giờ giữa một anh á, là hỏi thông minh, giỏi giang, yêu thương vợ con, với một người không hỏi đẹp trai, mà không thương yêu vợ con, không có giỏi gì hết, chọn ai? Mà tỉ dụ cái người mà không hói người ta cũng yêu thương vợ con thì sao? Chưa yêu thương vợ. Thì ta sẽ chọn cái người không hói. Con nói tiếp đi. Con không thích hút thuốc. Hút thuốc không con? Hút thuốc không? Con không biết hút từ nhỏ lớn. Không biết hút luôn. Không cờ bạc rượu chè. Không cờ bạc nhưng mà rượu chè thì lâu cũng có uống vài bia chứ. Biết quan tâm con. Là quan tâm bạn gia đình á. Đôi khi con quan tâm quá mức thì sao? Quá mức mệt. Cô thấy là cái bạn bên đây á, là những cái gì mà con yêu cầu làm như nó bị dư ra luôn á. Con là ta gọi là hộ lý, hộ sinh. Hộ lý đó, 24 tuổi rồi nè. Hộ sinh. Hộ sinh á, nữ hộ sinh. Hộ sinh tức là sao con? Là công việc cụ thể con là sao? Là đỡ đẻ đó hả? Dạ.
có khi nào mình học lên bác sĩ này kia không? Dạ không, cái ngành của con không có học lên bác sĩ. Ủa, hộ lý là mình học làm sao? Học ở đâu? Con là giống như điều dưỡng nhưng mà ngành của con là nữ hộ sinh. À, nữ hộ sinh đúng không? Hộ lý là khác nữa đó. À, hộ lý là khác nữa. Hộ lý là làm gì? Hộ lý là phụ giúp tụi con nữa. Hộ sinh là gì nè, lúc mà mẹ mà sanh em á, có bác sĩ thì có những cô hộ sinh đứng bên cạnh đúng không? Dạ. Rồi bác sĩ cần cái gì hoặc là có cái chuyện gì gấp một cái là nữ hộ sinh là phải hỗ trợ cho bác sĩ ngay và liền. Nếu như mà lỡ giữa đường mà không có bác sĩ đỡ đẻ đó thì con có thể đỡ luôn được không? Dạ được. À, cũng có kinh nghiệm rồi đúng không? Dạ. À, hay chứ. Thôi, vậy là được đó. Mà mới có 24 tuổi. Quá giỏi, vậy là giỏi rồi. Sao con nghe con phê không? Dạ cũng ok. Quá trời phê luôn, nói thiệt cái con đẻ, luôn. Tự đẻ tự đỡ không được nha con nha. Hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với ba với lại các bác của con. Dạ, chào ba. Thôi, chào nhà trai. Dạ, xin chào hai MC anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Rồi. Kính thưa chào quý vị khán giả trong trường quay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ngô Đắc Hiệp, là ba của Hoàng Thành. Dạ. Anh em mình cùng họ đó anh, Ngô Đặng Hồng Dân đó anh. Dạ dạ. Ba cũng thấy là bạn gái tuổi trẻ nhưng mà có công việc ổn định làm ăn, tính tình cũng hòa nhã, cũng phù hợp theo cái mẫu người của con là mong muốn. Ba cũng mong hai đứa sau tạo điều kiện cho gặp gỡ và hẹn hò và có thể mình tiến xa hơn trong cái chuyện hôn nhân. Rồi. Dạ, xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn ba. Con đi với ai? Dạ con đi với bạn con. Con đi với bạn con à? Đâu dạ. Bạn đâu nè? À chào con. Đây của bạn là có hộ sinh hộ lý gì không? Dạ giống con vậy. À giống luôn hả? Làm chung cơ quan đó. Nó nghe nằm mấy nữa hộ sinh toàn đẹp không ha? Nhát vậy sao lúc đó đỡ đẻ có nhát không con? Đỡ đẻ mình phải rảnh tay chứ ạ. À? Con nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 25 ạ. Trời giỏi quá, bây giờ mấy nữ hộ sinh toàn trẻ trẻ không à? Ừ. Con xin chào chú Quỳnh Linh, cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Nay con tên là Hoàng Điệp đến cùng với bạn Thảo Nguyên. Qua quá trình giới thiệu con thấy bạn trai cũng khá ok, tính tình có thể kiềm chế lại bạn của con. Nếu như mà anh quyết định chọn thì có thể hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu xa hơn xí. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi nha. Bây giờ không gian là của Thành đó nha. Cố gắng giống như tên của mình là hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu. Dạ, em chào anh. Anh thì lên đây có một quà là tôi em tặng em. Dạ, em cảm ơn. Đưa cô cầm cái bông giùm cho. Con nhận quà đi xong rồi mở ra coi là gì. Dạ. Đây là cái chả lụa nhà anh làm từ gốc Huế, nhà anh làm. Gốc mà Huế là hả anh? Đúng rồi, anh gốc Huế. Dạ, em cảm ơn. Chả lụa Huế là bá cháy luôn nha con. Con mở ra coi bạn gái tặng con cái gì. Dạ, con tặng ảnh một cái khung ảnh. À, hy vọng là hy vọng sau này ảnh hai đứa sẽ trong này. À dạ, con nói giùm cho bạn luôn đúng không? Dạ. Rồi con để đây đi con. Mình quay mặt lại, đối diện với nhau, cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Dạ con thấy bạn nữ cao, trắng, mặt cũng dễ thương như cái mẫu con ghi trong cái form. Đúng gu luôn hả con? Dạ. Hay quá. Anh quê ở đâu? Anh là quê Thừa Thiên Huế nhưng mà anh sinh ra và lớn ở trong này. À, anh ở trong này luôn, ở Vũng Tàu luôn. Đúng rồi. Ví dụ như mà em làm việc ở Sài Gòn, em muốn anh cũng ở Sài Gòn với em thì sao? Thì cái đó vẫn chấp nhận được, tại vì anh làm ở công ty thì anh đi làm theo ca sản xuất á, có thời gian anh cũng rảnh rỗi nhiều. Ví dụ như anh ở Vũng Tàu, em ở Sài Gòn như vậy á, thì một tuần anh gặp em được mấy lần? Miễn em thích là được. À, miễn em thích là được. Anh dự định bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Anh dự định thì tầm 6 tháng đến 1 năm hoặc là 5 rưỡi, tùy theo cái lúc mà mình cảm thấy cần mà đủ để mình tiến tới. Anh có gì hỏi em không? Em làm hộ sinh đúng không? Dạ. Thì bây giờ em đang ở bệnh viện nào? Em ở bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Ví dụ bây giờ anh muốn em về Vũng Tàu, anh xin vào trong bệnh viện Bà Rịa hoặc là bệnh viện Vũng Tàu để cho em làm, thì em nghĩ sao? Thì em nghĩ là chắc là lấy chồng thì phải theo chồng. Khi trong cái thời gian mình quen biết, mình tìm hiểu nhau, cảm thấy phù hợp chỗ nào thì mình sẽ tiến tới chỗ đó luôn, để mình tiến tới cái hôn nhân luôn. Ai cũng nói là an cư lập nghiệp mà, cái gì phải chắc chắn mình mới đi. Có thể là đi chậm nhưng mà chắc, chứ cũng đừng có vội mà đi nhanh cho kịp người ta, cuối cùng thì quay lại chả có cái gì trong tay hay là không biết cái gì hết, thì đó cũng thua thiệt nhiều lắm. Dạ. Tương lai xa mình lấy nhau thì ai quản lý kinh tế, tiền bạc ai giữ? Chuyện quản lý kinh tế thì chắc để bạn gái, con không cần được tiền. Khi mà con cầm tiền trong tay thì con toàn đi mua tất cả gì cảm thấy tốt nhất cho ba mẹ với ông bà anh em, chưa bao giờ sắm sửa mình. Có thể là đi mua cái áo hay mua cái quần cho mình đó, thì thấy tiếc, nhờ bỏ ra vài triệu mua đồ ăn cho ba mẹ, miễn ba mẹ thích ăn cái gì hay là thích cái gì đó là mua. Không có tiếc cái gì hết. Khi hết tháng ba mẹ hỏi tiền gì hết chưa, kiểu hết rồi.
Em rất thích đi chùa, anh có sẵn sàng đi chùa với em không? Anh rất là thích, tại vì anh cũng thời gian học lớp 11 anh ở trong chùa luôn. Vừa đi học vừa làm ở chùa. Thời gian anh rảnh rỗi, anh cũng đi làm công quả ở chùa hoặc đi làm công tác từ thiện. Sanh trai gái rồi đó, trao đổi nhau luôn đi. À, cái chuyện sanh con thì người ta nói là dù gái hay trai, chỉ hai là một, ai chỉ hai là đủ. Chỉ hai là một lạ lắm à. Tại vì anh là con trai trưởng, ba mẹ lại muốn là có thể là con trai, sinh con trai để mà gọi là nó giỏi, nhưng mà anh là thích sinh con gái hơn, anh thấy con gái dễ thương. Dụ như sinh con gái không có được không? Hai đứa vẫn, con gái? Vẫn được chứ, tại vì nhà anh ba là con trai là khỏi lo gì nữa. Sinh hai đứa con gái ngon lắm á. Tại sao không là hai đứa con gái một đứa con trai như nhà tôi? Dù gái hay trai chỉ hai là một. Thôi chuyện mà sinh con nhiều hay ít thì vì đó tùy theo vào sức khỏe, với lại tùy theo vào cái điều kiện mình có để mình chăm sóc con không. Tại vì sinh ra được phải nuôi được. Dạ. Nhưng mà sinh nhiều thì tốt hơn, tại vì sau này ví dụ là có già thì con cái nó đỡ đần nhau, nó giúp ba giúp mẹ thì vẫn chia bớt cái chia sẻ cái trách nhiệm. Biết nó đỡ đần không hay là mình mệt đó. Ở nhà con ba thằng, thằng nào cũng muốn ở với ba mẹ hết, nhưng mà ba mẹ chỉ cho thằng Út ở thôi, còn hai anh lớn rồi đi ra lập gia đình đi. Là anh là sau này lấy vợ là ở riêng. Đúng rồi, ở riêng. Ba mẹ chỉ muốn ở với Út thôi. Dạ, ba mẹ muốn ở với Út thôi. Sao vậy? Tại vì Út ở nhà biết làm việc nhà với lại còn đi học á. Anh có biết làm việc nhà không? Biết chứ. Ở nhà anh thì ba thằng ở nhà đều chia nhau ra làm, đứa giặt đồ, đứa rửa chén, đứa nấu cơm. Dù như mà em trực về em mệt em ngủ á. Ôi, thì chuyện anh đó đơn giản. Ngủ em được không? Cái chuyện đó giờ em về nhà sạch được rồi. Đôi khi anh đi vào nhà thấy dơ nhà như chưa, anh phải quét liền. Chứ đi nhám chân khó chịu lắm. Tại em cũng kỹ tính á, em không thích ở bẩn. Đúng rồi, cái nhà phải sạch chứ. Nếu bây giờ có một cuộc cãi vã đỉnh điểm luôn. Dạ. Ai sẽ là người nhường ai? Thì lúc đó thì con sẽ im lặng, có thể là chở em đi đâu đó không mát, hoặc là mua em thích ăn cái gì anh mua về cho em ăn. Rồi con em muốn nói gì em mới nói, khi nào mệt nghỉ. Cái đó tôi tin á, tại vì con trai Huế rất là nhẹ nhàng, rất là nhường nhịn. Đó, ví dụ như bạn Long Nhật của tôi đó. À, bây giờ thế này nè, bước tới nắm tay bạn gái ha. Dạ. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và hát một bài nào đó tặng bạn gái đi. Nào, nắm hai tay nha. Con rung. Đây là cơ hội các bạn giao lưu cảm xúc với nhau, nhìn đối diện trực diện luôn. Nắm hai tay, cảm nhận. Đi gặp thì anh hát một bài tặng anh nhé. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Hay quá. Rồi bây giờ vẫn nắm tay được, cứ buông tay ra. Hay ha. Hay. Say đắm nhẹ nhàng, mắt hấp hiêm, nhìn xoáy vô mắt của mắt bạn gì? Hấp hiêm, mắt hấp hiêm là vậy nè. Đó, hát mà mắt hấp hiêm vậy nè. Đó gì, tôi mới nghe từ mắt hấp hiêm. Chết hết. Nãy giờ hai đứa đã nói chuyện cũng nhiều rồi, cảm xúc của con đối với người đối diện như thế nào? Con thấy ảnh cũng hiền, biết quan tâm mọi người, với là có những cái tính hợp với con. Còn bạn trai muốn nói gì? Anh muốn em với anh chung cho nhau cơ hội để mình tiến tới một con đường xa hơn. Anh muốn em trở thành người hạnh phúc nhất. Là vị trí để tay mình nút bấm các bạn. Chúng ta nên kiểm tra lại con tim một lần nữa. Nếu thật sự chúng ta rung động, đừng ngại ngùng, bấm ngay cái nút đó. 30 giây suy nghĩ để quyết định. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau. Hôm nay thì ba của bạn trai rồi. Bạn gái nói gì đi. Dạ, con chào bác. Con xin phép bác cho con với ảnh chính thức quen nhau. Có gì bác nâng đỡ con, bảo vệ con. Có gì bác bảo vệ con. Rồi, bây giờ đặt cái hôn đầu tiên lên má của bạn gái đi nào.